Xin chào anh em, mình là Tiến. Ngày hôm nay đồng hồ chính hãng Kitwatch sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm đến từ đất nước Thụy Sĩ, đó chính là thương hiệu Christopher World và một cái thương hiệu khá là mới mẻ Đến với anh em người dùng. Thương hiệu này thì anh em mình thường gọi một một cái tên quen thuộc đó là dòng CVK. Đến với anh em ngày hôm nay, đó chính là một chiếc CVK có cái tình trạng là đã qua sử dụng. Trên này của mình còn full box và đẹp 98% anh em nhé. Với một cái dạng box hình hộp chữ nhật trên cái chất liệu bằng gỗ và chất liệu bằng da dòng chữ Christopher World và logo hình chữ thập được dập chìm ở trên bề mặt hộp trông rất là sang trọng cũng như tạo lên cái vẻ chắc chắn cho chiếc đồng hồ của chúng ta là bên trong và đi vào bên trong chiếc hộp này thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em cũng như là đi kèm với đó đó chính là một cái tấm thẻ bảo hành quốc tế trên tấm thẻ này có ghi cái dòng chữ là 60 trên 60 Guarante thì là sản phẩm được đổi trả trong vòng 60 ngày có lỗi nhà sản xuất cũng như là bảo hành một cái thời gian khá là dài trong vòng 60 tháng tương đương với 5 năm sản phẩm này của mình được anh khách anh mua vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 trên đây là có series này mã sản phẩm và modem sản phẩm này thuộc dòng C60 Sapphire mình sẽ không để anh em chờ lâu nữa thì mình sẽ giới thiệu nhanh về cái chi tiết của chiếc đồng hồ này như anh em có thể thấy thì sản phẩm có cái tông màu chủ đạo là màu xanh lam từ cái màu mặt cho đến cái màu xanh tím than ở phần thân phần dây khá là đẹp thì à, sản phẩm có cái size mặt là size 40 mm anh em có cổ tay từ 16 cho đến 17 thì lên tay khá là đẹp mình sẽ lên tay để anh em được cụ thể hơn cổ tay mình thì có chu vi là 16.5 thế nên là lên tay cũng rất là đẹp phần lắc cho lắc này rất là ôm tay đi kèm với đó là phần dây canvas đó là phần dây của kết hợp giữa dây cao su và bên trên là dây uh, vải NATO rất là trẻ trung và năng động phần dây cao su thì uh, có cái màu cam rất là trẻ trung đi kèm với đấy bộ khóa uh, bộ khóa xiên dòng chữ Christopher World được uh, khắc chìm ở bên trên cái bề mặt khóa đi đến các cái chi tiết của cái phần dial của chiếc đồng hồ thì anh em có thể thấy bộ kim cọc khá là lớn và cái phần lume cũng uh, rất là lớn để anh em được uh, trải nghiệm tốt nhất trong điều kiện ánh sáng mà ánh sáng yếu Ở góc 3 giờ thì sẽ có một ô lịch ngày Cũng như là dòng chữ Squidmate Automatic 600m 2200 2000ft Được đặt ở góc 6 giờ Thì à, Sản phẩm có độ chống nước rất là Tuyệt đối cũng như là hoàn hảo Mà anh em có thể khó bắt gặp Ở trong các cái dòng driver anh em có thể Thấy trên thị trường Góc 9 giờ thì là, là dòng chữ Christopher World và logo hình chữ thập ở góc 12 giờ. Trên cái thiết kế của kim dây thì khá là đặc biệt. Được sơn một cái màu cam ở đầu mũi kim. Và một cái phần lume cũng khá là lớn trên cái đầu mũi kim này. Ở phần đuôi mũi kim dây thì thiết kế theo cái dạng hình kỳ thương. Rất là khỏe khoắn và năng động. Mặt kính được trang bị mặt kính sapphire, nguyên khối chống xước cũng như là tạo được các cái vẻ đẹp về trong suốt cho các cái phần chi tiết trong cái phần dial này. Đặc biệt hơn là dòng C60 Sapphire này, cái phần dial mặt xanh mà anh em đang nhìn qua video đây thì cũng được cấu tạo từ sapphire. Và có cái độ dày là 0.6 mm cho anh em được trải nghiệm tốt nhất các cái chi tiết ở phần bên trong của mặt đồng hồ. Phần niềng bên gen thì được cấu tạo từ thép không dỉ và được phay xước. Các chi tiết về phần thân vỏ thì cũng được xen uh, kẽ giữa các cái uh, chi tiết phay xước và phay bóng Rất là đẹp và trao chuốt Ở trên uh, phần đốm thì uh, sẽ có một cái logo Hình chữ thập ở đây Được sập nổi bên trên Và có cái dạng núm gen Các cái dạng núm gen này thì thường uh, được thiết kế trong các cái dòng driver Để tăng cái khả năng chống nước của chiếc đồng hồ của chúng ta lên Khi anh em đã chỉnh xong rồi thì uh, hãy nhớ là Vặn các cái gen lại với nhau Chiếc đồng hồ của chúng ta có cái khả năng chống nước tuyệt đối Đi đến các cái chi tiết về mặt phía sau thì anh em mình sẽ có các thông số là Stainless Steel 60 ATM à, Mate và một cái mã seri ở đây Mã seri của chiếc đồng hồ này là AU gạch ngang 356 Và trên quả văng có một cái dòng chữ là Christopher World Trái tim của chiếc đồng hồ này thì à, chạy trên cái nền à, máy là CETA SPF 200 với 28.800 tần số, 38 giờ tích cốt và 26 chân kính tăng khả năng sai số cũng như là cái độ chính xác của sản phẩm lên. Về sở hữu sản phẩm này thì hiện tại kết quát đang bán ra với một mức giá là 20 triệu 500 nghìn đồng, rất là tiết kiệm cho anh em khi mà chúng ta mua tại các cái hệ thống phân phối chính hãng trên toàn quốc và kết cam kết mọi sản phẩm bán ra đều chính hãng 100%. Anh em nếu như mà đang có cái nhu cầu quan tâm đến sản phẩm đồng hồ chính hãng mà chúng ta chưa biết thật giả như nào hoặc đang cần check một sản phẩm nào đó thì anh em có thể chụp tất cả các cái góc cạnh của chiếc đồng hồ và gửi hình ảnh qua Zalo qua số điện thoại và mình để trên màn hình đây Với đề sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các cái thông tin dưới phần bình luận của video cũng như là đóng góp các cái ý kiến chân thành nhất để kết quát ngày một đưa đến anh em những cái video chất lượng nhất về review sản phẩm đồng hồ chính hãng Cảm ơn anh em đã theo dõi video này hẹn anh em tại các video tiếp theo. Xin chào anh em. Chúc anh em có một ngày mới làm việc thật hiệu quả.